Bậc thầy Trương Hán Siêu. Nửa sau thế kỷ 13, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc mở học đường tại phủ đệ của mình để chiêu tập sĩ từ các nơi về đào tạo. Ích Tắc là em của vua Trần Thánh Tông, từ nhỏ đã thể hiện trí thông minh sắc sảo, lầu thông kinh sử, văn chương hơn đời. Ông lại có nhiều tài lẻ như đá cầu, đánh cờ, trò gì cũng thông thạo. Vì thế học đường thu hút được nhiều người tài giỏi, trong số đó có những người sau này thành danh như Mạc Đĩnh Chi, Bùi Phóng, Nguyễn Đại Pháp, Trương Hán Siêu. Là học trò xuất sắc nhất, tài văn hơn hẳn mọi người, nhiều khi Chiêu Quốc Vương bận, Hán Siêu được sai thay thầy giảng bài cho cả lớp. Vì thế Hán Siêu bị trưởng tràng là Nguyễn Văn Long ghen ghét. Hắn bày đặt một âm mưu sát hại Chiêu Quốc Vương và vu cho Trương Hán Siêu là chủ mưu. Ông bị khép vào tội trọng. Cực chẳng đã, Hán Siêu phải bỏ trốn, tìm về ẩn náu trong các hang động ở vùng núi Ninh Bình quê hương. Hôm ấy, ông đang ngóng đợi người nhà mang đồ tiếp tế lên cho, thì thấy có động. Nhìn xuống dưới thung, Hán Siêu thấy có nhiều bóng người và cờ xí. Thầm nghĩ chắc quan quân đến bắt mình đây và chuẩn bị theo khe hẻm luồn sang động khác. Chợt có người nhà đến báo tin, đó là Hưng Đạo Vương mời ông xuống gặp chứ không phải đến bắt. Trương Hán Siêu rất mộ tiếng Trần Hưng Đạo, nhưng ông vẫn sợ nên bảo với người nhà là nếu đại vương không đến bắt thì xin một mình lên động. Người nhà xuống gặp Hưng Đạo Vương, vừa tâu trình vừa sợ phải tội bất kính. Không ngờ Hưng Đạo Vương bảo quân lính lui ra rồi một mình trèo lên núi. Vốn Hưng Đạo Vương cũng đã nghe về vụ án và ông hiểu ngay Trương Hán Siêu bị oan, nhưng vì chuyện liên quan đến Chiêu Quốc Vương là bậc hoàng thân quốc thích nên không dễ gì bác bỏ. Vì thế ông đã đến tận nơi ẩn náu của Hán Siêu để thu phục anh về với mình. Đất nước sẽ đỡ để phí một nhân tài, mà ông cũng có được người tài giỏi giúp mình trong công việc. Trương Hán Siêu về làm môn khách của Hưng Đạo Vương ở Vạn Kiếp, nhưng phải ẩn danh. Khi ấy nhà Nguyên Mông giao cho Thái tử Thoát Hoan cầm 50 vạn quân chuẩn bị tiến đánh nước ta. Trương Hán Siêu được Trần Hưng Đạo dùng làm tham mưu, thay ông thảo các giấy tờ văn bản, phổ biến tư tưởng chiến lược toàn dân kháng chiến đến khắp mọi nơi. Hán Siêu cũng đề xuất nhiều kế sách, được chủ tướng nghe theo. Giữa lúc vua tôi nhà Trần đang dốc lòng đánh giặc, thì có tin Trần Ích Tắc phản bội trốn theo giặc. Bấy giờ Trương Hán Siêu mới được giải oan, ông chính thức xuất hiện trong hành doanh của Trần Hưng Đạo như một trợ thủ đắc lực của chủ tướng. Là người học thức uyên thâm, Trương Hán Siêu được các vua Trần tin dùng. Ông làm quan trải 4 triều vua, nổi tiếng bởi tính cương trực, không xu nịnh, dám nói thẳng, làm bọn định thần e sợ. Ông đã cùng với Nguyễn Trung Ngạn soạn bộ Hoàng Triều Đại Điển và Hình Thư, đặt nền tảng cho chế độ phong kiến Việt Nam vận hành theo pháp luật. Là một tài thơ lỗi lạc, Trương Hán Siêu đã để lại bài Bạch Đằng Giang Phú Bất Hủ tri ân bậc ân nhân của mình bằng một câu thơ như tạc: khi trận Bạch Đằng mà đại thắng, bởi đại vương coi thế giặc nhàn. Mặc dù Trương Hán Siêu không hề mang một học vị nào, nhưng các vua Trần đều kính trọng gọi ông là thầy. Và khi mất, ông được đưa vào phối thờ trong văn miếu Quốc Tử Giám.